Rồi như vậy sau khi mà các bạn tạo được user rồi, các bạn sẽ chú ý là mình xem là trên cái domain của mình nó có những user nào. Mình sẽ dùng lệnh để mình xem cho nó nhanh các bạn. À, sau này các bạn đi quản trị á, các bạn cố gắng sử dụng bằng lệnh nhé. Rồi ở đây chúng ta sẽ view hai cái màn hình nè. Một cái màn hình là CMD, một cái màn hình là bạn sử dụng PowerShell. PowerShell này nó giống như là cái SQL của các bạn á, cái giao diện của các bạn của Windows, nhưng mà Windows này nó sẽ chạy trên console. Các bạn biết sao mà SQL nó bảo mật hơn Windows? Tại sao? Bây giờ cho các bạn một cái user admin của SQL. Bạn vào được hệ thống SQL rồi nhưng mà bạn không có biết gì về SQL hết, không biết lệnh nào hết. Bạn có làm gì được không? Chỉ có mỗi cái bàn phím thôi, đăng nhập vô xong rồi cũng chẳng biết làm gì. Có muốn phá cái server đó cũng đâu có phá được. Đúng không? Nhưng mà giả sử cho bạn một cái user admin của Windows. Các bạn đăng nhập bằng giao diện đồ họa. Bạn vào bạn có phá được cái server đó không? Được. Thì cứ lấy chuột phải delete đại nó đi. Đâu cần làm gì đâu. Như vậy thì cái độ bảo mật của Windows của server là nó thấp hơn rồi đó. Trước tiên là đơn giản mình thấy vậy là thấp hơn rồi. Rồi, như vậy thì cái PowerShell này nó tương tự như là giao diện của SQL. Khi mà chúng ta đăng nhập vô cái server Windows của mình bằng giao diện đồ họa thì hồi nãy mình nói là không biết gì cũng phá được. Nhưng mà nếu như mà mình đăng nhập vô bằng cái PowerShell mà bạn không biết gì thì nó cũng gần tương đương với lại SQL. Cũng đâu có biết gì đâu phá. Đó giờ vô cái giao diện xanh lè vậy giờ làm gì giờ? Không có lệnh là không biết gì hết. Đấy, như vậy là đã tăng được cái độ bảo mật rồi. À, được chưa? Rồi, như vậy bây giờ khi mà mình tạo xong user nè. Nếu như mà máy Win 10 của các bạn á thì ở bên bạn dùng CMD, bạn sẽ gõ cái lệnh là net user. Net user. Enter. Thì bạn sẽ thấy được là trong máy của mình nó có một cái user là T Quy Bình đang đang được được cấu hình cho cái quyền là administrator. Đây. Cấu hình một cái T Quy Bình nè. Đang được để là administrator. Và một cái tài khoản là nam NV là hồi nãy mình mới tạo đó. Nam NV sẽ có cái trạng thái là guest, cái này là một cái tài khoản khách thôi. Như vậy mình đã thấy được T Quy Bình và hai tài khoản của mình nếu như mà mình dùng cái lệnh net user. Bây giờ mình dùng một cái lệnh chuyên nghiệp hơn. Ở bên này mình sử dụng cái lệnh là get get trừ AD. AD là Active Directory. Được chưa? User. AD. Bên kia là net user, còn bên này là get. Get là lấy ra. Trừ là tham số, trừ AD user, enter. Thì get viết liền lại giúp thầy một cái. Get enter. Thì nó sẽ hỏi rằng là với cái lệnh này bạn sẽ lọc những cái user như thế nào. Bây giờ tạm thời mình cho là sao lấy hết, enter. Các bạn thấy gì đây? Rất nhiều user đã được liệt kê ra, trong đó user có tên là administrator nằm trong cái group là user của cái domain là amc100.com nha. Rồi cái tên là admin, class ID của user, tất tần tật mọi thứ.
Tiếp tục ở phía dưới mình có một cái user nữa là guest. Rồi một cái user ở phía dưới nữa mình tạo lúc nãy. Đây, user ở đây là krbtgt. Cái này là lúc mà chúng ta cấu hình thì nó tạo ra. Rồi một cái user là Bình Trần Quang. Có cái mail mà để đăng nhập, tức là cái username mà đăng nhập trong hệ thống là bintqa@amc100.com. Và một cái user mình mới vừa tạo là Nam Nguyễn Văn, nằm trong OU nhân sự, nằm trong domain của mình là amc100.com. Đó, như vậy thì nếu như mà chúng ta sử dụng cái lệnh là get trừ ad user thì nó sẽ liệt kê hết cụ thể tất cả những user mà chúng ta đang có trong hệ thống, kể cả ID của user. Còn ở bên này thì nó chỉ liệt kê cái tên. Hai lệnh khác nhau. Một cái là chúng ta dùng ở Windows thường. Cũng là mình đang dùng trên Windows Server. Nhưng mà cái lệnh này là mình làm trên Win 10 cũng được. Như vậy bên này mình dùng là get trừ ad user. Enter. Không có lệnh này. Cái này là nó chạy dạng như cục bộ. Còn cái lệnh này thì nó chạy trên domain controller. Thì chúng ta sẽ thấy được. Đó là hai lệnh ha. Và chúng ta dễ lao một tí.